Xuyên khung có tác dụng gì bạn đã biết chưa? Trong đông y, các loại dược liệu quý tìm kiếm từ thiên nhiên vừa có tác dụng chữa bệnh vừa an toàn. Trong đó xuyên khung có tác dụng gì? Dùng để chữa bệnh nào được nhiều người băn khoăn tìm hiểu để sử dụng cho hiệu quả? Nếu bạn quan tâm đến nội dung này, hãy đọc bài viết dưới đây của Rita Du nhé! Tìm hiểu về xuyên khung. Cây xuyên khung là một loại cây mọc tự nhiên ở vùng khí hậu nhiệt đới. Cây lớn lên cao chừng 40-70cm. Thân cây mọc thẳng, có hình trụ, bên trong rộng, phần thân và rễ hay được khai thác để làm thuốc chữa bệnh. Là có đường viền hình tam giác thun dài, độ dài chừng 12-15cm, chúng mọc so le với nhau. Khi ra hoa sẽ mọc cụm tán kép với mỗi tán ra khoảng 10-24 hoa, có màu trắng, còn ra quả có hình trứng thun. Giống cây này ưa đất tốt, nhiều dinh dưỡng, có pha chút cát và có nhiều mùn. Khoảng 2 năm, cây sẽ sinh trưởng tốt, mọc nhiều bộ phận đầy đủ và đã thu hoạch được. Loài cây này hợp với khí hậu ôn đới ấm áp, có khả năng thích nghi cao với điều kiện thời tiết thay đổi thất thường. Thường khoảng thời gian thu hoạch là vào mùa thu đông. Thân rễ được lấy đem rửa sạch, thái hoặc để nguyên để phơi khô, sấy khô. Thành phần của dược liệu. Xuyên khung là một dược liệu quý có nhiều thành phần hoạt chất bên trong để sử dụng điều chế các loại thuốc. Cụ thể như chất alkaloid, acid ferulic, saponin, tinh dầu khoảng 1-2%, walichilai, caffeic acid, bù tinh thả lai, ligustii, tetramethyl albiragin, acid sedanonic, risophanol, vitamin A, retinol. Xuyên khung có tác dụng gì? Xuyên khung được nhiều người tìm hiểu về công năng đối với sức khỏe là gì để sử dụng cho hiệu quả. Theo đông y và cả tây y, thành phần này điều chế ra hiệu quả trong việc điều trị nhiều bệnh. Cụ thể xuyên khung có tác dụng gì như sau: kháng khuẩn và ngăn chặn nấm phát triển. Dược liệu này có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, ngăn ngừa nấm sinh trưởng, phát triển. Nó được sử dụng trong nhiều loại thuốc, tác dụng trong việc tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như Pseudomonas aeruginosa, Shigella sernei, Salmonella typhi, hỗ trợ hệ tuần hoàn hoạt động tốt. Não, xuyên khung có tác dụng giúp điều hòa hoạt động não bộ, ức chế quá trình tạo ra huyết khối, giúp ngăn chặn tình trạng thiếu máu cục bộ, không gây ra tình trạng đột quỵ. Tác dụng giúp máu lưu thông, ngừa chứng thiếu máu não, giảm hội chứng đau nửa đầu. Tim, giúp điều trị bệnh tim, bệnh động mạch vành, ức chế các tế bào gây hại cho tim mạch, ngăn chặn tình trạng thiếu oxy, đau tim hoặc rối loạn nhịp tim, đau thắt cơ tim, ổn định huyết áp. Lượng tinh dầu có trong xuyên khung có tác dụng ổn định huyết áp, hạ huyết áp đang tăng cao. Nó còn có tác dụng tác động lên cơ trơn mạch máu gây giãn mạch, đạt hiệu quả cao trong việc ức chế thời kỳ đông máu nội sinh, ngoại sinh, hỗ trợ an thần, giảm stress, lo âu. Dược liệu này có tác dụng an thần, trấn tĩnh hệ thần kinh trung ương, giảm tình trạng lo âu, đau nhức đầu. Với người hay mệt mỏi, không tập trung cho công việc nên sử dụng hàm lượng vừa đủ dược liệu này. Hỗ trợ về tiểu cầu. Xuyên khung có tác dụng trong việc ức chế ngưng tập tiểu cầu, góp phần trong việc chống tình trạng đông máu nguy hiểm. Với người mắc chứng bệnh này có thể nghe hướng dẫn bác sĩ để sử dụng. Với cơ trơn, sắc dược liệu này uống với xuyên khung tác dụng tuyệt vời trong việc điều hòa niêm mạc của tử cung người phụ nữ, hiệu quả trong việc chống co thắt tử cung nguy hiểm. Làm kháng sinh. Sử dụng sản phẩm có thành phần dược liệu này công năng hữu ích trong việc chống lại các loại vi trùng gây hại. Cụ thể như ngăn tình trạng bị thổ tả, bị thương hàn, sưng mủ. Xuyên khung có tác dụng gì? Giảm đau. Xuyên khung sử dụng với hàm lượng vừa đủ còn có thể giảm đau khá hiệu quả. Giảm đau khi đau bụng kinh, đau khi gặp chấn thương. Nhưng người bệnh nên thăm khám ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Lưu ý khi sử dụng dược liệu. Xuyên khung có tác dụng gì? Với nhiều thành phần tốt cho sức khỏe nhưng không có nghĩa việc sử dụng xuyên khung càng nhiều càng tốt hoặc sử dụng thời gian quá dài, tùy tiện. Bất cứ nguyên liệu nào cũng cần sử dụng đúng với tình trạng cơ thể và đúng liều lượng. Nếu không còn phản lại tác dụng nguy hiểm cho cơ thể. Dưới đây là một số chú ý khi sử dụng dược liệu này. Người mắc bệnh đau bụng, tiêu chảy nặng, nôn mửa, âm hư, miệng khô, ra mồ hôi trộm nhiều không nên dùng. Người có tính hỏa, đầy bụng nên uống ít. Người có đờm suyễn, khí thăng cũng không nên dùng. Khi sắc xuyên khung cùng dược liệu khác nên dùng trong ngày, vì dùng nhiều ngày không tốt cho sức khỏe. Xuyên khung hiện nay được lựa chọn làm nguyên liệu cho nhiều loại thuốc quý điều trị được nhiều bệnh hữu hiệu. Điển hình là sản phẩm Anco Plus cực kỳ tốt trong việc chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh đau nhức xương khớp, phong, tê thấp. Bạn có thể tham khảo thêm để tận dụng được thành phần dược liệu quý từ tự nhiên trong sản phẩm này. Hy vọng thông tin về bài viết đã giúp bạn hiểu rõ về dược liệu xuyên khung có tác dụng gì để cân nhắc sử dụng cho phù hợp.
Nếu cần được tư vấn thêm về Ancoplus, bạn vui lòng liên hệ với Ritadu nhé.